những cái trước đây mình nói nhưng mà đối chẳng mình không chuẩn làm với anh em, mình không có những cái chỉ số, những cái báo cáo đánh giá số liệu cụ thể, nên là có những cái mình đưa ra nhưng cuối cùng sau 6 tháng 1 năm mình thấy rằng là nó không thay đổi được điều gì cả. Mà người ta nói rằng là cái gì mà bỏ dù thì đánh đồng bỏ dù. Và với chương trình mà lãnh đạo thực thi này thì em sẽ có lại những cái vấn đề căn bản quan trọng nhất để áp dụng cho đội ngũ và cùng nhau một cái hướng để truyền tải được và thực hiện được cái là lãnh đạo thực thi từ bản thân em trở xuống đến đội ngũ phía dưới. Đó là cái điều mà em tâm đắc em sẽ làm. Đúng rồi, làm đi. Đấy. Ok, cảm ơn. Tinh à. Em có một đôi điều suy nghĩ về cái cảm xúc của lớp này. Đây là trong ban lãnh đạo từ cấp thấp nhất đó là giám đốc khu vực và cấp cao là giám đốc vùng và cao hơn nữa. Thì cái rất là nhiều cái khóa học, thậm chí khóa học quốc tế rồi, nhưng mà cái khóa học này nó rất là khác biệt hoàn toàn. Nó mang một cái tính thực tiễn mà cái cách của thầy có lẽ là đúng là có 102 đó là top trần và phá vỡ đi cái sự mà mình gọi là một cái tôi của mỗi người, cái sự vuốt ve. Tại vì cho dù cái mà chúng ta đều thấy được rằng là gì, là đã là một con người có vị trí rồi đó, có một là một cái vị trí quản lý hay là một vị trí lãnh đạo, thì thông thường chúng ta luôn luôn cảm thấy cái tôi, cái tự hào của chúng ta. Nhưng mà chính vì cái đấy, nếu mà nó quá dày, chúng ta sẽ không nhìn thấy sâu vào bên trong đó. Chính cái kinh nghiệm của thầy, kiến thức của thầy đã bóc trần ra để mà nhìn thấu rõ. Ví dụ những cái ví dụ mà rất là vui về phụ nữ thật sự đó, mình nghe nó vui hài hước, nhưng thực sự đó cũng là bài học. Bởi vì trong đặc thù ngành bảo hiểm của tụi em á, là xung quanh là con người không, mà bản thân của em xung quanh tất cả là con người, cả khách hàng cũng là con người. Ví dụ những cái ví dụ thầy hay đó là tại sao thầy chọn anh Long hay là thầy chọn Ngọc Anh hay gì đó, là những người mà thầy định vị là họ có một cách thích hợp để mà ví dụ như thực sự đó là cái thông điệp thầy nhắn gửi hết cho tất cả mọi người và cho tất cả em học được cho tất cả em nữa. Và cái mà em học được hai điều chính đó là cái thứ nhất đó là gì, là mình định vị được là cái lúc này mình làm theo ví dụ những người tài thực sự không xa đâu, những người cần thân cận đồng nghiệp xung quanh đây không, xung quanh thực sự là mình đã định vị họ chưa và mình đã giúp được cho họ, mình gọi là gì, giúp để mà phát triển cái người tài và đối xử với họ chưa. Và cái thứ hai mà em sẽ về ứng dụng ngay đó là cái doanh nghiệp thực thi. Bởi vì lâu nay làm theo một cái cảm tính và nói chung nó cảm nhận thôi, nhưng mà bây giờ thực thi thì chắc chắn đây là một cái giai đoạn mà rất là khó khăn, nhưng mà em tin rằng chỉ trong vòng 2 năm thôi thì cái business này nó sẽ là cổ máy nó chạy và rất là vận hành. Em cảm ơn thầy rất là nhiều và cảm ơn Jimmy và cảm ơn tất cả anh chị. Tôi nghĩ là có lẽ thêm một là cơ hội đấy, tại vì cái khúc này cũng hay đấy, cái cơ hội đấy ạ. Anh chị nào muốn có một điều gì đó đặc biệt mà mình nghĩ mình sẽ áp dụng cho đội ngũ của mình hay quá. Anh Trinh về anh lập nguyên dự án tái cấu trúc, xong giao cho một anh làm giám đốc dự án, không bao giờ để lẫn vào hoạt động công ty, mẹ nó chạy phá hoại. Còn anh Trinh cứ điều khiển hay nói hay lắm, ra đi. Xin chào thầy và chào tất cả các anh chị lãnh đạo. Thật ra là khi mà trải nghiệm hai cái ngày học như thế này, chắc chắn về là phải coi lại rất là nhiều điều ở đây chi tiết, và trong cái thời gian ngắn ngủi như thế này cũng chưa thể nào đào sâu được tất cả mọi thứ. Tuy nhiên có một điều là với những gì mà tiếp nhận từ thầy, tự nhiên ở trong mình có một cái niềm tin. Bởi vì hiện nay mình cũng đang quản lý một cái đội ngũ kinh doanh gồm rất là nhiều con người và nhiều cấp. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ mình đang lây hoay, mình chưa có tìm được một cái phương pháp để mà mình làm như thế nào để thay đổi được, gọi là nâng cấp cái nền tảng nó lên. Những cái cơ sở lý thuyết mà thầy chia sẻ vào hệ thống, mình nhìn thấy đâu đó cái hình bóng của những con người mình đó và nhìn thấy những cái vấn đề đó thông qua cái hệ thống lý thuyết mà thầy đã truyền đạt, nghĩa tự cho mình tự nhiên cảm giác có một cái niềm tin là về mình phải nhìn nhận thật kỹ, thật rõ các vấn đề này, và mình coi đưa những con người mình vào họ thuộc những nhóm người như thế nào để mình có mà những cái gọi là những cái cách thức, những phương pháp để mà làm thay đổi, cải thiện cái nền tảng của từng cái cá thể, đặc biệt là những người giống như thầy nói là những người cộng sự của mình, những người
làm việc cùng với mình. Tự nhiên nó có một cái niềm tin, bởi vì mình thấy rõ là những cái ví dụ của thầy giúp cho mình nhìn mọi vấn đề nó rõ ràng hơn. Thì rất là cảm ơn thầy, cũng như cảm ơn chị Nam, ban lãnh đạo đã có được một cái chương trình học quá tuyệt vời. Xin cảm ơn. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của anh Hùng là thực ra cái khối lượng kiến thức mà chúng ta nạp vào trong 2 ngày hôm nay là rất nhiều. Và để các anh chị có thể thẩm thấu được nó thì thực sự là phải đọc và phải nghiên cứu nhiều thứ. Rất là nhiều thứ, nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy là tôi nghĩ rằng là trước khi mà chúng ta bắt đầu cho 2 ngày học này thì chúng ta có rất nhiều điều mà chúng ta trăn trở băn khoăn muốn triển khai, nhưng mà chúng ta vẫn dựa trên những cái yếu tố định tính và chúng ta bỏ qua rất nhiều cái, hoặc là chúng ta định làm gì đó nhưng chúng ta thiếu cơ sở. Thì tôi tin là nếu như các anh chị nghiên cứu kỹ tất cả những gì được cung cấp trong 2 ngày hôm nay, nó sẽ giúp chúng ta có một cái lý luận chắc chắn hơn, những cái cơ sở chắc chắn hơn cho những cái sự chuẩn bị để hướng tới một cái mục tiêu, đó là tạo ra cái nền tảng tăng hơn cho doanh nghiệp các anh chị, tạo ra một cái đội ngũ bên dưới mà với cái kỳ vọng của chúng ta, đúng không ạ, đó là một doanh nghiệp thực thi. Thì tôi tin là đó là những cái mà các anh chị đã đúc kết được trong 2 ngày vừa rồi. Chị Nam, anh Việt Anh ạ, xin mời anh Việt Anh lên đây đi ạ. Anh Việt Anh cũng chưa lên sân khấu lần nào, tôi muốn mời anh Việt Anh lên trên này thay đổi một chút trạng thái. Chúng ta cũng dành cho anh Việt Anh một tràng tay anh chị. FNTV chúng ta rồi, xin được cảm ơn anh Long, thứ nhất là chào thầy. Thực ra em là người nói rất là nhiều, bình thường ngày xưa gọi là máy nói của lớp, thì bé cũng như tuổi thơ nó cũng hơi dữ dội một chút, bây giờ thì nó rất là khác. Nên hôm nay có cái cơ hội thời gian này thì cũng xin chia sẻ với thầy và các bạn một chút là thầy vẫn thì có giới thiệu, anh cũng hỏi tuổi thì biết là thầy đã 60 tuổi, em mới 50 tuổi, cho nên là có cái may mắn hơn một chút các bạn trẻ thôi, là vì mình được sống với thầy bao cấp, mình có trải nghiệm là được làm ở trong nhà nước trước kia, sau đó làm dầu khí, đến năm 30 tuổi mới chuyển sang bên này. Và đấy lý do vì sao mình chuyển từ quốc doanh, thì mình không thích mình sang bên này, vì có rất nhiều cái như thầy, như ở đây mình cũng mục đích nói chị ở đây và vấn đề khác ở đây, nhưng chỉ cảm nhận thấy là ngoài những cái điều mà các bạn như vừa chia sẻ thì hoàn toàn đồng ý với các bạn ấy, và bản thân mình sẽ cùng đồng hành trên một cái doanh nghiệp, đó là Meolan, chúng ta sẽ thay đổi và đúng gọi là cái doanh nghiệp thực thi. Nhưng mà đối với cả bản thân ấy thì những điều này thầy nó có rất nhiều những cái điều mà mình cảm thấy, nhất là mình định vị được bản thân. Thì vì ở cái độ tuổi này mình phải định vị bản thân, là mình nhìn lại những cái gì quá khứ, những cái gì làm, thì mình hướng tới trong cái tương lai, thì mình làm cái điều hiện tại tốt thôi. Thì mình thấy là mình phải xem lại cái ứng xử, đối xử. Những cái mà những bài chia sẻ của thầy, mặc dù nó có vẻ là nó những câu chuyện, nó đùa, nó hài, nhưng mà nó rất là thâm, nó rất là đúng. Để mình sẽ đối xử với vợ, mình với con mình, rồi những vấn đề khủng hoảng trong gia đình họ hàng hiện nay đâu. Nếu mà mình nhìn được đúng góc độ tâm lý như vậy và mình giải quyết con người như vậy, thì mình tin rằng là đấy, cái bài học nó rất có giá trị trong thực tiễn của cuộc sống đấy, nó không phải là về riêng với sự nghiệp. Thì thực sự là đấy là cái điều mà cảm thấy là những cái giá trị đấy, thì có lẽ là trước đây mình chỉ được nghe thôi, nghe tức là ở những cái cạnh nó rất là chung chung, nó không có gì cụ thể cả, nhưng đi vào cái này là nó gì tưởng nó là chung, vì nó làm một những cái gì rất lớn. Thầy dạy đây là tinh túy của bao nhiêu năm nghiên cứu học tập, những cái gì nó luận chứng là của nó có cái tầm của nó này, mà đúng như Hùng nói là phải đủ cái nền tảng để mình hiểu hết được theo từng cái. Nhưng mà ít nhất là về cái góc độ xã hội đối với mình này, đối với gia đình, đối với những người thân trực tiếp hoặc đối với những bạn bè, là mình hiểu vấn đề, để nếu mà mình có lời khuyên hay mình có một cái sự chia sẻ, thì đấy là những cái trải nghiệm, đó là những cái kinh nghiệm, và đó là những cái mà thực tế để làm sao mình làm cho cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Thì đấy là đối với cá nhân là em nghĩ là cho cái giá trị của bản thân mình. Thì rất là cảm ơn thầy Thẩm Dương ra cái bài Huế, đã có những cái quan trọng nhất mình học tổng thể đó, những cái gì mình rút ra để mình làm cho chính cái gì ạ, cái công việc, cái thực tiễn là ngày nó sẽ quý hơn. Vì học mà không đi đôi với hành thì mọi thứ em nghĩ là vô nghĩa, nhưng mà cái bài học này nó rất thực tiễn, tại mình được làm, mình trải nghiệm, mình thấy rõ ràng nếu cái này mình cải thiện tốt hơn thì kết quả thậm chí nó còn rực rỡ. Nhưng mà đôi khi đúng trong cái quá trình mình làm, mình tại sao có những cái hạn chế, tại vì mình nhìn có một số cái mình nghĩ nó là chung chung. Ngay cả bạn nó đặt bạn cái bài đánh giá của thầy ấy, em tin rằng cả lớp này phải làm lại hết. Tại vì cái mà người làm mà người đang chỉ nghĩ là nếu anh Long anh chỉ nói là cái thang điểm 10 thì mọi người tự đánh giá là ông nào có ông 9999, thì thầy nói đến vĩ nhân người ta không được cái mức đấy. Thì ví dụ như vậy mình nhưng mà cái gì của thầy nó không phải là chung chung như một số người, người ta đưa ra 10 ra về cho mình tự chấm. Nhưng mà cái gì thì mình nói ví dụ cái này nó có căn cứ, nó có cơ sở, thầy chỉ ra luôn là cái EQ là cái gì,
tất cả những cái này nó mới chấm được cái này và cái anh nên căn cứ vào đâu. Thì đấy là cơ sở nó cực kỳ khoa học, kể cả tâm lý con người nó còn có đánh giá, mà cái đấy nó là nghệ thuật này. Thì cái đấy mình phải thực ra phải sống, phải làm, phải trải nghiệm cơ. Thì em nghĩ rằng cái đấy là cái mà có lẽ là lâu lắm rồi đối với bản thân cá nhân, là tại mình cũng được học, cũng được đi rất nhiều các thứ để mình học, nhưng có lẽ là mỗi người mình học một câu thôi, nhưng của thầy cũng không nó thấm. Đấy lý do vì sao mà hai ngày đấy thầy thấy chắc đúng anh Long rồi, đúng lâu lắm rồi mà hình như là chưa có, mà từng ngày lãnh đạo cấp cao từ cấp nào cũng vậy, cũng ngồi ghi và chép cảm nhận, rồi có những câu, có những cách thức, em chưa nói đến nghệ thuật, đến phương pháp gọi là sư phạm dùng người như thầy đã chia sẻ. Ngay cả chọn chị Đào hay chọn Long, thực ra anh biết coi như thầy là có thể chọc cũng có, chê cũng có, mượn cái đó để làm bài giảng cho nó sinh động, nhưng cái đó là một cái nghệ thuật rồi, phải nói quá nhiều mọi thứ như vậy rồi. Thì bản thân chúng em may mắn được trong ngành ấy, thì có những lúc mình cũng mượn được như vậy. Thì đấy là những cái cách thức thôi, nhưng cái quan trọng nhất là cái khát khao, cái tâm huyết, cái mà muốn cho gì nó xứng đáng cái gì anh bỏ ra. Thì tôi phụng sự và em rất thích. Thì em nghĩ rằng là ở đây em làm doanh nghiệp vậy, hay là mình làm cho cái đội ngũ mình ấy, mình khi đã truyền tải thông điệp mình cũng phải tâm huyết với anh em như thế, mình cũng phải lăn lộn với họ như thế, thì em nghĩ là kết quả nó mới chuẩn được. Còn nếu không mình cứ nói khơi khơi để nói chung rồi mình không chi tiết có số liệu thì mọi thứ nó là láo lếu hết. Và thực tế trong cái doanh nghiệp mà láo lếu nó ra đã kết quả hiệu suất nó thấp thôi, thì bản thân mình đói thôi. Thế sao cuộc đời khi nó phân biệt người giàu người nghèo bây giờ mình hiểu rõ hơn đó, thì không phải trước kia nó cào bằng. Thì đấy là những cái mà em cần rất là cảm ơn thầy. Cảm ơn anh. Cảm ơn sư mời chị Nam ạ. Các bạn đã có những nhận xét rất là tốt, là cảm ơn tất cả các thành viên tham dự cái chương trình huấn luyện trong hai ngày vừa qua, và cảm ơn thầy Lê Thành Dương đã dành cái tâm huyết để chia sẻ với chúng ta những cái kiến thức rất là quan trọng. Tôi chỉ muốn đúc kết về tất cả các bạn, đối với cá nhân tôi là tôi học được gì trong vòng hai ngày vừa rồi. Điều thứ nhất là chúng ta phải xem xét lại cái khái niệm để đánh giá người tài cho nó chính xác, để chúng ta thu hút được cái người tài đến cạnh mình. Sau khi mình đánh giá và định vị được người tài như thế nào, thì định vị xem bản thân mình đã phải là người tài hay chưa. Điểm thứ hai và điểm thứ ba là nếu mình đã xác định mình là người tài ở mức độ nào, thì mình phải hoàn thiện gì để mình hướng đến một bức tranh đẹp hơn. Không bao giờ một lãnh đạo có thể thu hút được người tài nếu mình không hoàn thiện hơn cái bức tranh của chính bản thân mình. Thì tôi thích cái đề tài tuyển dụng và phát triển người tài này, bởi vì các bạn thấy ông thầy phải dành hơn một ngày rưỡi để giải thích, để định vị cho chúng ta hiểu các cái khái niệm, những cái cách để chúng ta có thể biết được là mình đang hiểu như thế nào về bản thân mình. Tôi chưa đến nói đến đoạn chúng ta sẽ thu hút người tài như thế nào, mà tôi chỉ nói là cách bạn định giá và đánh giá mình như thế nào trong lĩnh vực được đánh giá là người tài. Và điểm thứ hai là tôi rất là thích trong cái phần doanh nghiệp, thầy có nói là công ty, thực ra nó là chính là doanh nghiệp của các bạn. Thì doanh nghiệp của các bạn ở cấp độ nào, và hiện nay các bạn đang ứng dụng cái quy trình doanh nghiệp theo lĩnh vực nào, thì cũng tương tự như vậy trong cái phần lãnh đạo. Thì cái này là cái đề tài mà tuyển dụng phát triển người tài, thì tôi rất là mong tất cả các lãnh đạo học sau đó về biên tập lại, nhớ gửi bài thu hoạch cho tôi để xem cái khả năng hiểu của các bạn đến đâu. Tôi không dám chắc là sự đồng bộ của chúng ta trong việc hiểu cái nội dung này đâu, nên qua cái bài thu hoạch đấy thì tôi sẽ bổ sung giúp cho các bạn phần nhiều khi mình hơi hiểu quá, liệu chúng ta đã phải là lãnh đạo chưa, hay là trong quy trình mà tạm thời manual nó cho mình cái tên là lãnh đạo thôi, thì phải định vị lại nhé, để xem mình cải thiện cái gì nó mới được nâng tầm lên. Tôi sẽ trả lại tất cả cái bài này cho các bạn, vì tôi gửi lên trên group các bạn bài chấm điểm của thầy cho cá nhân tôi, của anh Long và anh Việt Anh, để đánh giá lại mình đi, xem trong cái điểm từ thang 1 đến 10 của 8 cái yếu tố, đúng không ạ? À, 8 cái phẩm chất của người lãnh đạo, để các bạn thử lại xem mình là ai. Để tôi, thầy có nói tôi là của tôi, là tôi hạ của tôi rất là nhiều bởi vì yếu tố tâm lý, nhưng thực ra tôi vẫn nghĩ rằng là có thể mình bình tĩnh, mình đánh giá để xem mình phải phấn đấu như thế nào. Thì tôi rất là mong chính các bạn phải là những người bình tĩnh giống tôi, đánh giá lại xem mình là ai. Cái đánh giá này nó không phải là cái thước đo để các bạn thăng tiến trong tương lai hay là ảnh hưởng đến cái điều gì cả, nhưng nó sẽ giúp các bạn hoàn thiện và giúp các bạn định vị được rõ về bên cạnh của mình. Vì những người không có mặt ở đây là những người sẽ chưa rõ được là mình đang làm gì. Thế còn cái vấn đề của thực thi thì tôi nghĩ là chúng ta có vấn đề rất là nặng, bởi vì chúng ta thường chỉ thị mà chúng ta không có hướng dẫn, không có sự chuẩn bị.
và không có một cái lực lượng để đảm bảo được cái vấn đề thực thi của mình có hiệu quả. Các bạn thấy, thực ra từ cách đây 15 năm, tôi đã làm cái việc là tìm ra cái lực lượng kế thừa trong cái phần thực thi để tái cấu trúc. Các bạn có nhớ không ạ? Và tất cả các giám đốc cùng ngồi đây là đều nằm trong cái dự án đó. Tôi đã lập hẳn ra một cái dự án. Và tôi nghĩ là ngày hôm nay tôi học được cái phần này thì tôi sẽ càng khẳng định một lần nữa là tôi là người có tư duy và vượt tầm ra, bởi vì cái điều đấy là Menlo không yêu cầu. Các bạn thấy không ạ? Menlo không hề yêu cầu phải ra một cái lò. Những người lãnh đạo đang ngồi ở đây là hoàn toàn là tôi học cái đó trên cái tư duy của mình và vượt tầm ra bên ngoài thế giới trong các cái chương trình huấn luyện ở nước ngoài để tìm ra được là cái lối đi riêng của doanh nghiệp mình sẽ đi đến đâu nếu mình không thực thi để kế thừa, tìm ra những lực lượng và tái cấu trúc. Không hề đúng không? Nhưng mà tại sao tôi học từng câu từng từ mà tôi biết tôi không dám đi toilet luôn? Vì các bạn nhớ, những người trải nghiệm mà được hệ thống lại thì cái kiến thức thì nó sâu hơn rất nhiều. Nếu tại sao tôi chọn cấp cao đi học ở đây? Bởi tôi sợ rằng các bạn chưa đủ năng lực để cảm nhận được tất cả những gì mà một người tiến sĩ nói, mà các bạn chỉ trình độ đại học mà chưa trải nghiệm không thể cảm nhận được hết đâu. Hấp thụ kiến thức là một kỹ năng, chứ không phải là cứ đi học bỏ tiền ra là được phép ngồi vào học và được có thể học được đâu. Học được cái gì về tự suy nghĩ tối nay đi, để biết xem trình độ hấp thụ của mình ở đến đâu. Trình độ hấp thụ của mình mà không có nghĩa là gì? Mình chưa đủ năng lực để học được cái đề tài này thì đừng nói mình là lãnh đạo xấu hổ lắm. Mình chỉ đang đi theo quy trình để có tiền thôi, đang kiếm tiền thôi. Nhưng mà để lãnh đạo, và câu cuối cùng là giá trị cuối cùng của bất cứ ngành nghề nào không phải bảo hiểm, kể cả của thầy giáo, của kể cả tiến sĩ hay là người bình thường, đó là nhu cầu của sự tôn trọng. Mà muốn được tôn trọng là phải có kiến thức, phải có chuyên môn. Câu đấy ở trong cấp độ mới ạ? Thầy, cấp độ mới nhỉ? Kiến thức chuyên môn, và thậm chí không phải kiến thức và chuyên môn trong lĩnh vực của mình đang kinh doanh, mà mình phải có kiến thức và chuyên môn xuyên môn. Tôi giải thích điều đấy. Tôi là người, các bạn biết, các bạn cái gì các bạn hỏi tôi mà tôi chỉ dám đánh giá thôi. Hôm đấy tôi đánh giá là 7 điểm. Thế bảo là cô này hạ của cô xuống, thấy cộng điểm cho tôi lên, thấy cộng điểm cho tôi lên rất là nhiều. Thì tôi chỉ muốn chia sẻ cái mà tôi học, chứ tôi không có, vì chúng ta ngồi đây học các bạn nhé, chứ không ai là sếp cả. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cảm nhận của mỗi một người nó sẽ phụ thuộc, nhưng tôi nhắc lại điều này, phụ thuộc vào cái năng lực của các bạn để các bạn cảm nhận. Cho nên hãy thông qua cái cảm nhận bằng năng lực đấy, bằng bài thu hoạch gửi lại cho tôi, để xem mình có nên tiếp tục, mình có nợ thầy trong cái mô hình lãnh đạo của mình ấy. Nó có 4 yếu tố cần phải học, thì mình lại học yếu tố gì ạ? 2 thôi, mới học được 2 thôi. Còn yếu tố gì các bạn nhớ không ạ? Lãnh đạo và chiến lược, chiến lược và hợp tác, đúng không? Mà cái chúng ta, mặc dù trong ngành bảo hiểm chúng ta bây giờ đang là lớn nhất, 25.000 đại lý, và các bạn thấy 6 tháng đầu năm chúng ta đã về đích gần 1.200 tỷ rồi. Thực ra chúng ta là đứng top 5 công ty bảo hiểm, chứ không phải là của Manulife nữa. Vậy mà cái gì mà tôi nhận diện ra rõ nhất chính là làm sao để cái chiến lược và sự phối hợp và hợp tác của tất cả đội ngũ từ trên xuống dưới nó phải hiểu rõ cái bản chất đã, thì chúng ta mới nâng được cái nền của chúng ta lên. Thế hiện nay là cái khả năng chuyển giao và cái nền của chúng ta nó đang hơi không cân đối, vì chúng ta đang phát triển hơi nhanh. Tôi cảm nhận như thế, hơi nhanh. Đây là cái giai đoạn tôi cảm nhận rất rõ cái chiến lược của chúng ta, là tôi không đi sâu vào việc chúng ta sẽ có quyền lợi như thế nào, mà phải củng cố lại cái nền của chúng ta thật là tốt. Thì 5 năm nữa, chúng ta chỉ sau Manulife, tức là Manulife vị trí số 1, thì chúng ta sẽ là vị trí số 2, vượt qua Prudential của Bảo Việt luôn. Hiện nay doanh thu của mình ý, là đang ở vị trí số 5. Nhưng mà tôi tin chắc đến cuối năm nay chúng ta sẽ về vị trí số 4. Khả năng cao chúng ta chỉ sau Prudential Bảo Việt thôi, vượt qua AA. Thì tôi nghĩ là chiến lược này, nếu chúng ta, tất cả những người ở đây làm lại cái nền mình thật là tốt, cứ bình tĩnh năm nay, không phải gì phải vội cả. Nhớ kiểm soát lại chất lượng hoạt động của mình và đội ngũ kinh doanh của mình thật là tốt, thì nó tự động nó đến. Cũng giống như việc là nếu mình là người tài thì tự dưng cái người tài nó muốn đến làm việc với người tài. Tại sao những người khác tuyển dụng khó còn người giỏi người ta lại tuyển dụng dễ? Vì đơn giản là bây giờ người ta rất giỏi, người ta tìm người giỏi này là công tác, chứ không ai người ta đi tìm người giỏi cả.
nó khác hoàn toàn với cách trước đây mà chúng ta vận hành của 10 năm trước về bảo hiểm nhân thọ. Thì cái này là cái mà của cá nhân tôi để tranh thủ là ba miền có mặt ở đây, để tôi cũng không có thời gian và các bạn cũng không được gặp trực tiếp tôi nhiều, để tôi chia sẻ cái quan điểm của cá nhân tôi như thế để biết được chiến lược của tôi trong việc là nâng cái nền lên bằng não trước của thầy. Là các bạn thấy rất là nhiều chương trình đào tạo sẽ được diễn ra sắp tới, và cái chiến lược mà dùng đào tạo cho toàn bộ ba miền theo các cấp bậc cấp độ đã được triển khai từ đầu năm rồi. Thì các bạn nào mà vẫn không triển khai được, tức là cái khả năng thực thi của các bạn đi, tôi chỉ nói là cái khả năng thực thi xuống dưới mà còn không làm được, thì thực sự là rất là nguy hiểm, và cái khả năng đào thải một cách tự nhiên nó sẽ diễn ra rất là nhanh chóng. Rất là cảm ơn các bạn vì chính các bạn đã thay tôi, cho tôi luôn một cái cấu trúc, tái cấu trúc cho vùng Nam Vũng Rồi. Chính các bạn ngồi ở đây, tôi sẽ đầu tư cho các bạn để các bạn làm sao phát triển tốt lên. Tôi biết là trễ rồi nhưng mà tôi cũng định không nói, nhưng mà chịu không nổi, cho nên xin phép anh Long, xin phép anh Nguyễn Anh, đặc biệt xin phép chị Nam cho tôi phát biểu. Tôi dạy nhiều lắm, nhưng mà nếu mà giá kể lớp nào cũng được như thế này thì không biết là sức cống hiến của tôi sẽ còn tốt hơn bao nhiêu. Cho nên là thực sự là cảm ơn các anh chị, nếu không có các anh chị tôi không nhiệt tình thế được. Cái cảm xúc thứ hai là chị Nam chị nói quá đúng. Tôi chạy lòng tôi bảo chị này mà chị làm giảng viên thì mình mất mẹ nghiệp. Rất là ngoan, thông minh, đầy khát vọng, chắc chỉ phẩm chất cá nhân tuy vậy tôi không cần khen lão. Cho nên là các anh chị cố gắng hấp thu cái ý kiến của chị ấy. Tôi nói ví dụ lãnh đạo là một nghề, rất tiếc là đi học là một nghề, đi giảng là một nghề. Cho nên cái khả năng hấp thụ ấy, các anh chị chú ý một tí, đi học là một nghề đấy. Cho nên là bạn không biết thì bạn hỏi, bạn biết bạn cũng hỏi, cái gì ạ? Hỏi thật ngu vào để khai thác cái tài sản trí tuệ của thằng thầy ấy. Đấy là nghề đi học ấy. Và cảm xúc thứ ba là các anh chị có một thủ lĩnh quá tuyệt vời. Lúc nãy là tôi chấm điểm cho chị ấy, nhưng mà tôi cảm nhận thôi, nhưng bây giờ tôi có thêm bằng chứng, cho nên là tí nữa tôi xin lại cái bảng ấy để tôi điều chỉnh lại. Quý hiểu không? Và điều thứ tư, chị ấy hình như đánh giá các anh chị đúng. Ý kiến của hai anh ở đây, ý kiến của anh Việt Anh, ý kiến của anh Long, các anh chị đừng bỏ một chi tiết nào, nó hay lắm. Sau đó mình biến thành hành vi, mà tôi có thực hiện rồi, nó bùng doanh số lên cả. Nhưng quan trọng nhất là nó bùng trên nền tảng vững chắc, chứ không phải bùng theo kiểu trung dân. Cho nên là nãy chị nói ý số 2, các anh chị đặc biệt chú ý là mình xây được cái nền tảng là mình ăn biết rồi. Mình thắng về chiến lược là ở nền tảng này. Đấy là ý số 2 tôi lặp lại. Và điều thứ ba là các anh chị cùng nhau giữ lại cái đội ngũ này. Tôi nhìn các anh chị tôi đánh giá được các anh chị không là cái gì, tôi nói thật. Nhưng tôi khẳng định các anh chị rất là cái gì, vì chỉ có tôi đi nhiều công ty tôi mới biết. Nhưng mà tôi cảm nhận các anh chị có vẻ hơi tự tin. Tốt nhất là tự tin. Con người ta khó tự tin lắm, lúc thì tự mãn, lúc thì tự tin. Nhưng mà thực tiễn nó chứng minh những người tự mãn thường là thắng. Còn đúng tự tin khó làm lắm, thường nó bị nghiêng bên này hoặc nghiêng bên này. Đừng tự tin. Và tôi khẳng định các anh chị hãy tin tôi đi khắp các công ty rồi. Tôi đã bị ngọt, cuối cùng lão tuét hết. Tôi sang Anh tôi giảng, mẹ bọn giáo sư Anh tôi đập cho tới bời trường Kinh và trường Kèn. Tôi sang tập đoàn LG, toàn bộ ban tổng giám đốc luôn. Thì tôi rất thích phong cách của chị Nam, tự tin, hơi thái quá một tí mới thành công được. Thì cái đó các anh chị phải làm. Thành ra là
quay lại ý cuối cùng là nói về người Bắc thì rõ ràng lúc đấy ai có phát biểu mẹ ông nào người Bắc ông cứ thụt mẹ vào thế này, làm cho mấy ông người Nam sâu lên, mà lực lượng Nam thì lại ít hơn Bắc, mà đá thì đá sân nhà, phải cải thiện ngay, chủ động dại thì mình sẽ thắng, mình khôn mấy thì khôn, chủ động ngu là thắng. Đằng này các anh chị cứ chọn phương án khôn thì thực ra là nó không thắng nó đau. Cho nên là mình chia sẻ rất là thật, thì đấy là những cái mình rút ra. Nhưng mà cái cuối cùng là chị Nam mà không đào tạo được kế cận thì cực kỳ nguy hiểm. Trong đó thì mình là linh hồn thổi được động lực, cho nên là phải đào tạo kế cận ngay. Đấy thì đấy là. Và cái cuối cùng thì tôi rất chia sẻ với chồng chị, người mà chị được chị phải là người sắc sảo hơn chị. Mà người đó tôi nghĩ là mẹ chỉ có tôi thôi. Cảm ơn các chị. Trường Doanh Nhân PR.